Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe bán tải Forranger cho toàn bộ các dòng xe của chiếc xe bán tải Ranger từ phiên bản quay trách, bản XNT, XNS, bản số sàn và bản số tự động. Khi mà sang tháng 3 này, chiếc xe bán tải Forranger giảm giá rất sâu nhầm nhá. Chiếc xe bán tải Ranger nó đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton, chiếc xe Isuzu D-Max hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết từng viên bản. Đầu tiên giới thiệu cho mình một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản số sàn, bản XL số sàn bản 2 cầu ạ. Bản thấp nhất của dòng xe bán tải Ford Ranger. Với giá miết của chiếc xe này đang là 659 triệu. Khi dụng các chương trình khuyến mại rất là đặc biệt trong tháng 3 này, Nói nội đang là 673 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 665 triệu. Còn đối với trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 183 triệu Tỉnh và ở thành phố Minh thì là 175 triệu ạ à. Còn một giá tốt hơn thì khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao Chi bánh nào thì anh em mới có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhé Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em một chiếc xe bán tải Ford Ranger Bản XNS bản số sàn bản một cầu Với giá miết của chiếc xe này đang là 665 triệu khi dụng các chương trình khuyến mại rất là sâu trong tháng 3 này. Nói nội đang là 679 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh và ở thành phố Minh thì là 671 triệu. Trả góp thì là 185 triệu. Tỉnh và ở thành phố Minh thì là 177 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe à? Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp lá số hàng như nào thì anh em điền tin như tên địa chỉ số điện thoại loại sao quan tâm hình thức trả thẳng trả góp để mọi thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất ạ ok tiếp theo giới cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS bản số tự động bản một cầu với giá miết của chiếc xe này đang là 688 triệu khi dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này Năm loại đang là 707 triệu thôi ạ. Còn là tỉnh thì đang là 698 triệu. Còn với trả góp ở Hà Nội thì đang là 192 triệu ạ. Tỉnh và ở thành phố Minh thì là 183 triệu ạ. Các chi phí tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí cho chi đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Có một số các chi phí chưa tính cho anh em, đó chính là bảo hiểm Tân vỏ em nhá. Ok, tiếp theo thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS, bản số tự động, bản hai cầu ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 756 triệu. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này, lao nội đang là 780 triệu ạ. Tỉnh và ở thành phố Minh thì đang là 770 triệu trả góp thì là, là 211 triệu còn ở tỉnh và ở thành phố Minh thì là, là 202 triệu ạ đó là bản uh, XDS bản hai cầu tiếp theo tiêu tiếp cho về một chiếc xe bán tải Fonger bản XNT số tự động bản hai cầu với giá miết của chiếc xe này đang là 830 triệu khi dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này nói nội đang là 856 triệu còn ở tỉnh và ở thành phố Minh thì 846 triệu ạ. Có trả góp thì đang là 231 triệu. Tỉnh và ở thành phố Minh thì đang là 221 triệu. Đó là bản uh, XNT. Ok, tiếp theo tiêu cho về một chiếc xe bán tải Ford Ranger, bản uh, bản quay trách, bản số tự động, bản hai cầu. Với giá miết của chiếc xe này đang là 965 triệu. Thì thì Khi dụng các chương trình khuyến mại trong uh, tháng 3 này Lãi nội đàn là 994 triệu thôi ạ Tỉnh và ở thành phố Minh thì 982 triệu Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 268 triệu Tỉnh và ở thành phố Minh thì đang là 257 triệu ạ Ok, vậy giờ này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe bán tải Ford Ranger cho cả toàn bộ dòng xe rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng gieo đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe thông một dòng xe của Ford cũng như các xe khác nhau. Để cho em lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng gieo đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này kìa em ạ.